Giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ động cơ 12V 250W, gồm có 5 món: động cơ, điều khiển chân ga, tay đảo chiều và ổ khóa. Bộ này thì mình nên cấu hình tối thiểu thôi, đủ để các bạn làm xe. Các bạn có thể mua thêm nhông xích hoặc là sử dụng thêm sạc nữa, sạc 12V tự ngắt, bình nhỏ 12Ah đến 20Ah được. Điều khiển thì trang bị bộ này là 12V 500W. Đấy, thì các bạn có thể mua cái bộ này về để chế xe cho bé chơi, tải trọng khoảng 100kg là ok. Đấy, thì làm xe nhẹ nhẹ thôi. Chân ga, tay đảo chiều rất là đẹp. Đây là chân ga đây. Đấy. Đấy, bàn đạp ga cứ để lên sàn như này thôi. Tay đảo chiều thì sau khi bắt đi thì nó như thế này. Nó cũng rất là đẹp và chắc chắn và siêu bền luôn. Cái này các bạn bớt tiền đi thì các bạn dùng cái cầu dao đảo chiều, nó cũng khoảng 37-40 nghìn một cái gì đấy, cũng đỡ được gì 100 nghìn gì đấy, thì tùy các bạn. Cái động cơ này thì có vòng tua là 300 vòng trên phút. Có xích này thì sử dụng chung với xích xe máy được. Các bạn có thể dùng xích xe máy hoặc xích xe đạp đều được nhé. Đấy, nó là 9 răng. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.